Chào mừng các bạn đang đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của tụi mình. Xin chào! Thế giới bóng đá không thiếu những màn ăn mừng ấn tượng của các ngôi sao hàng đầu. Một vài trong số đó đã trở thành niềm cảm hứng lớn. Sau đây mời các bạn cùng xem qua. Người hâm mộ của AC Milan đã quá quen thuộc với màn giơ tay bắn bùm bùm của Christoph Piatek mỗi khi anh ghi bàn. Ngay sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, tiền đạo Ba Lan đã làm như vậy và vẫn giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Vì cảm thấy rằng động tác ấy đã trở thành thói quen và luôn mang lại may mắn cho anh. Mario Balotelli luôn biết cách để người hâm mộ nhớ đến anh bởi những màn ăn mừng bàn thắng cực dị có 1-0-2. Sau khi ghi bàn đẹp mắt vào lưới Saint-Étienne, tiền đạo này đã chạy ra ngoài đường pitch lấy điện thoại rồi cùng đồng đội chụp ảnh tự sướng. Được biết chiếc điện thoại trên là của Balotelli và có vẻ như anh đã có sự chuẩn bị trong trường hợp mình ghi tên lên bảng tỷ số. Sau khi ghi bàn trong 15 trận giao hữu giữa Anh và Tây Ban Nha, Jamie Vardy đã cùng các đồng đội ăn mừng theo phong cách thử thách Manukan thú vị này. Cầu thủ Buffet Timpi Gomez từng có một màn ăn mừng Panther Quad khá rùng rợn khi anh bò bằng hai chân và hai tay như dọa ma. Màn ăn mừng này xảy ra trước mặt cậu bé nhặt bóng và nó đã khiến cho cậu bé này thực sự sợ hãi và bỏ chạy. Sau đó Buffet Timpi Gomez tiến tới và tặng chiếc áo cho cậu bé này như lời xin lỗi. Chỉ tới thời khắc ấy, người ta mới thấy được sự vui mừng của cậu bé. Bật nhảy thật cao, tiếp đất với hai tay dang rộng và hét lên si thật lớn. Đó chính là kiểu ăn mừng đặc trưng của siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Trào lưu tự sướng không chỉ xuất hiện trong giới trẻ mà lan truyền cả vào sân cỏ. Lão tướng của AS Roma Francesco Totti cũng đã từng ăn mừng cú đúp bàn thắng trong trận derby với Lazio theo cách chưa từng có, một cú selfie. Sau pha ghi bàn, cầu thủ Kay Camara quay lưng về phía khung thành đối phương lắc mông ăn mừng. Hiển nhiên với hành động thiếu tôn trọng đối thủ này, anh chàng đã lĩnh ngay một chiếc thẻ vàng. Đây là một trong số những cầu thủ có khá nhiều những màn ăn mừng bàn thắng rất khác biệt và quái dị. Sau khi ghi bàn vào lưới Everton, Fowler đã có màn ăn mừng theo kiểu vừa bò trên mặt sân vừa hít mai thủy. Hành động này của Fowler nhằm đáp trả cổ động viên Everton dựng chuyện là anh sử dụng ma túy trước trận đấu. Đây là tình huống diễn ra trong một trận đấu tại giải vô địch Bulgaria. Cầu thủ Wanderson đã chạy lên khán đài hôn vợ ăn mừng sau khi sút tung lưới đối phương. Nhưng rồi ai ngờ bàn thắng bị từ chối và khoảnh khắc ăn mừng lãng mạn đúng chất ngôn tình trở thành giây phút hài hước nhất bóng đá thế giới. Nghề câu cá và đánh bắt thủy sản vốn là đặc trưng của đảo quốc Iceland. Và nhiều năm trước, màn ăn mừng theo phong cách câu cá của câu lạc bộ Stjarnan tại giải vô địch quốc gia Iceland đã từng gây sốt cư dân mạng. Họ cũng luôn tự hào vì là người đầu tiên trên thế giới nghĩ ra cách ăn mừng đó. Tất cả các thành viên của đội KS Cracovia tại giải Ba Lan đã cùng nhau dồn lên trên một chiếc xe hơi để chạy thẳng vào sân diễu hành trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Đây chắc chắn là màn ăn mừng bàn thắng độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá thế giới, vì ở các giải đấu chuyên nghiệp, cách ăn mừng này chẳng bao giờ được cho phép. Động tác ăn mừng của Dele Alli trong trận đấu gặp Newcastle đã tạo nên một cơn sốt thực sự. Ngay cả những cầu thủ của Manchester United và Tottenham Hotspur cũng từng bị trend này hấp dẫn.
Điệu nhảy Take the L vốn rất nổi tiếng trong giới game thủ, với hành động chữ L đặt trên trán là viết tắt của từ Lost, có nghĩa là nhận phần thua đi. Trong game này thì vũ điệu Take the L thể hiện sự khiêu khích của người chơi đối với đối thủ vừa bại trận. Griezmann là một cầu thủ rất thích sử dụng vũ điệu ăn mừng này. Tiền vệ người Nhật Hidetoshi Wakui và các đồng đội thì lại có pha dàn xếp ăn mừng bàn thắng theo kiểu biểu diễn một màn chiến đấu của võ sĩ đạo xuất phát từ quê hương Anh. Màn ăn mừng với cử chỉ giang tay như thể là đang thách thức toàn thế giới đã trở thành hình ảnh biểu trưng và đáng nhớ nhất tại World Cup nữ 2019 của Megan Rapinoe. Cầu thủ Giorgos Katidis đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn cho tuyển Hy Lạp sau khi có hành động ăn mừng bàn thắng theo phong cách chào của phát xít trong một trận đấu tại giải vô địch nước này. Ở trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch Lithuania, một cầu thủ bên phía Trakai đã có màn ăn mừng vô cùng đặc sắc mà nhiều người cho rằng nó xứng đáng được bầu chọn là một trong những màn ăn mừng đỉnh nhất. Nếu mà lỡ không ai cổ vũ bạn thì cũng có thể tự vỗ tay khen ngợi chính mình. Không giấu được niềm vui sau khi Cộng hòa Dân chủ Congo có bàn gỡ hòa một đều vào lưới Zambia tại CAN 2015, thủ thành Kidiaba đã có pha ăn mừng nhảy bằng mông rất lạ mắt. Màn cởi áo khoe cơ bắp của Balotelli để ăn mừng bàn thắng thứ hai trong trận bán kết với đội tuyển Đức này cũng đã từng là chủ đề để mà cộng đồng mạng đã chế ra những hình ảnh rất hài hước. Messi thì cởi áo ăn mừng như vua trong ngày anh chạm cột mốc ghi 500 bàn thắng cho Barca ngay trên sân Bernabeu của kình địch Real Madrid. Màn ăn mừng cực dị của Sven Zida, mặc dù khiến đối phương khó chịu nhưng mà cổ động viên và ban huấn luyện đội bóng lại vô cùng phấn khích. Và đây là tình huống ăn mừng bàn thắng kinh điển của cầu thủ Musisi. World Cup 1994 trên đất Mỹ đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử. Sau khi ghi bàn vào lưới Hà Lan, Bebeto đã ăn mừng bằng động tác ru con để chào đón cậu con trai Matheus vừa chào đời. Sau mỗi bàn thắng với Arsenal ở mùa 2014-2015, Ozil thường được chú ý với màn ăn mừng khá độc đáo khi vừa múc tay, vừa chạy tới góc khán đài và giơ tay hình chữ M. Và đó là một hành động dành tặng cô cháu gái 10 tháng tuổi của anh, có tên là Mira Ozil. Theo lý giải của Salah thì màn ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea đơn giản chỉ là động tác yoga mà anh hay luyện tập ở nhà mà thôi. Neymar dường như bị ám ảnh với tựa game CSGO. Vì thế mà các tình huống trong game cũng được anh tái hiện trong cả trận đấu mà sau khi ghi bàn thắng vào lưới Mexico. Giống như đấng mày râu, các nữ cầu thủ cũng luôn biết cách thể hiện cảm xúc và tạo ra sự khác biệt sau khi ghi bàn thắng, rất hấp dẫn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.